Ngày hôm nay, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc liên quan đến hai bệnh nhân nhảy tự tử từ tầng 6 của bệnh viện bãi cháy. Điều đáng nói, trong một tháng qua đã ghi nhận 3 trường hợp bệnh nhân làm điều dại dột này. Khoảng 3 giờ sáng nay, bệnh nhân tên Quý, 52 tuổi, trú tại xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, đang điều trị nội trú tại khoa răng hàm mặt, đã rời khỏi phòng bệnh ra khu vực hành lang tầng 7, nhà B. Theo camera trích xuất của bệnh viện, bệnh nhân Quý sau khi đi lòng vòng khu vực hành lang đã xuống tầng 6 nhà D vào khoa chạy thận lọc máu, đến một phòng đang mở cửa rồi ra ban công nhảy xuống. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, bệnh nhân Quý mới được phát hiện và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Trước đó, 19 giờ tối qua, một bệnh nhân khác đang điều trị suy thận giai đoạn cuối tại khoa chạy thận lọc máu đã đến ban công của một phòng chờ rồi nhảy xuống sàn mái tầng 2 khoa ngoại tổng hợp. Các bác sĩ đã phát hiện và đưa ông Đức tới khoa cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh nhân đã không qua khỏi. Trước đó vào chiều ngày 7 tháng 9, một nam bệnh nhân đã nhảy từ tầng 10 nhà C bệnh viện Bãi Cháy thành phố Hạ Long Quảng Ninh xuống đất tử vong.